Video này dành cho những bà nào đang có ý định mua máy tiệt trùng, máy hâm sữa hoặc là nồi nấu chậm. Thì mấy bà khoan hãy mua nha, mấy bà đi theo tôi chỉ cho mấy bà cái máy này. Mua một mà mấy bà được ba, mà không những ba đâu mà còn rất là nhiều cái tính năng khác nữa. Thì đây là chiếc máy đun nước hâm sữa tiệt trùng sấy khô đa năng Camedi Beat 2. Nghe cái tên thôi là mấy bà biết nó có nhiều chức năng rồi phải không? Có 12 chức năng lận đó. Máy có hai khoang riêng biệt nha, khoang bên phải là khoang đun nước, mấy bà bật nút nguồn nè, chỉnh function, mấy bà sẽ chọn khử clo, đun sôi, pha sữa, giữ ấm và pha trà. Đó là những cái tính năng của máy. Còn nhiệt độ thì nó sẽ hiển thị bên màn hình là nhiệt độ hiện tại và nhiệt độ cài đặt. Mấy bà có thể tăng hoặc giảm nhiệt độ tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình nha. Còn khoang bên trái á, là khoang làm nóng thì có những cái tính năng là tự động tiệt trùng, sấy khô, hâm sữa và làm nóng thức ăn. Mấy bà vẫn có thể điều chỉnh nhiệt độ theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Và khi mình bật cái tính năng tự động thì máy sẽ tự động tiệt trùng và sau đó sẽ chuyển sang cái chế độ sấy khô luôn mà không có cần phải điều chỉnh gì thêm nữa. Khi sử dụng thì mấy bà sẽ cho nước vào khoang chứa nước nha. Khi mua máy thì mấy bà được tặng kèm một cái nồi sớm như thế này nè, dùng làm nồi nấu chậm luôn vẫn ok la, không có cần phải mua thêm nồi nấu chậm nha. Khoang chứa nước được thiết kế rồi nên mấy bà rất là dễ vệ sinh luôn. Tấm sưởi bên dưới được làm từ gốm không rỉ nên sẽ tránh được cái trường hợp là bị bám cặn canxi hoặc là bị oxy hóa. Còn về cái phần bình đun thì phần đáy bình được làm từ thép không rỉ 316. Đun sôi nhanh và giữ nhiệt tốt nha. Khoang tiệt trùng thì có diện tích rộng nên có thể chứa được từ 4-5 bình sữa. Đó, mấy bà thấy tôi nói có sai không? Một cái máy mà quá trời nhiều chức năng luôn. Bởi vậy thì mấy bà nên mua cái máy này để thay cho tất cả những cái máy khác luôn nha. Thì tôi có ghi sản phẩm ở bên góc trái màn hình đó, mấy bà có thể bấm vào xem tham khảo ha. Bye bye và hẹn gặp lại.